Vậy là mùa kiều đã chuẩn bị đến rồi mọi người ơi. Mọi người thì đã có những dự định gì cho bản thân chưa? Bạn sẽ tự make up hay là sẽ thuê make up nhỉ? Nếu như bạn có dự định tự make up cho mình và cho nhóm bạn thân ý thì đây sẽ là ba bảng mắt mình gợi ý cho các bạn nha. Các bạn có thể yên tâm là những cái em bảng mắt này chỉ bằng 2 ly trà sữa cộng lại thôi nha mọi người, quá là hời luôn á. Bảng mắt đầu tiên sẽ là một cái màu xanh vô cùng trendy của năm nay và nó nằm trong cái bộ sưu tập bảng mắt 4 mùa từ một thời rất là hot trên Top Top nha. Và màu mình đang swatch cho các bạn xem là màu 902 nhá. Chất phấn quen này lên màu khá là rõ và mình thấy là nó không bị phô hoa quá là nhiều đâu. Tiếp theo là một bảng mắt vô cùng là cưng luôn. Em này thì đến từ một cái hãng rất là lạ nhưng mọi người, hãng CDE. Và bảng mắt cuối cùng thì mình cực kỳ là ưng nha mọi người. Mình đã giới thiệu cho mọi người cái em này suốt á. Đây là bảng mắt đến từ nhà Memeraba. Và màu mình đang có là màu 902 nha. Đây là một cái bảng mà kiểu tông cam nâu đất ấy, mình nghĩ là sẽ cực kỳ là thích hợp cho những buổi kỳ yếu luôn. Bởi vì những cái tông màu này khá là dễ dùng trên mọi tông da ấy, nên là các bạn da ngăm không cần phải lo đâu nhớ. Các bạn thử tham khảo xem sao.